cô Thu Yên dẫm lên tại ai cũng ngỡ ngàng, nói nhà bà Châu bữa nay có gì mua ma tí thì thứ gì mình có cái đâu có biết là tôi chưa hơi có cuộc chơi đây mà lên Thu Yên nó không biết. Cô nói mấy đứa con cô giờ nó hết tài nhà già của nó hết, tôi tìm một con tôi chắc tìm này tôi sống. Cái thằng út và thằng dơi sỉ ra nó cứ nói má tiền bị thò bị thỏ má sống cái bẫy vậy tôi nói con này nó giống nó cuối cùng luôn. Được mà sao lấy đi chơi được nhỏ thì đi chơi đâu chân cảnh nó có chân đó con nó cũng đi làm rồi chân cảnh nó cũng đau rồi nó chở cái đi khi con vậy rồi nó chở vô chùa vô đồ thăm chùa rồi đi bữa đó là nó có chở vô chỗ casino ở nó còn ở trên ban cũ nó chở vô casino ăn ở đó đêm vô coi nhưng mà rồi đi cũng bỡ cũng mập mùi khóc bữa ăn món ăn mua chơi bữa cơm nữa là coi như con khóc mẹ khóc cháu khóc cô khóc thấy cũng tội không thì mừng thôi chứ rồi có cái gì đâu mà mừng là mừng nói cái thất lạc lâu quá là giờ mới nhận này con chưa tâm sự được nhiều bây giờ chờ thôi thắng dịp cô bởi cô về cũng có về trước nhất là cô cũng qua cô cảm ơn cho chương trình với mấy cô mấy chú làm cô để mẹ con sinh hộ chúc chương trình có sức khỏe để mà còn thế cũng chúc bà gia đình dồi dào sức khỏe. Vâng. Chào bạn. Dạ. Gửi lời cảm ơn nhóm của em nha. Vâng.